em vừa xem xong một cái đoạn mà mình lồng một ít hình ảnh vào, và cái tiêu đề của cái video này là gì thì chắc là anh em cũng đã đoán ra được rồi. Thì hôm nay cái chủ đề của chúng ta sẽ rất là thú vị, mà mình chắc chắn đây là cái video đầu tiên trên cái kênh của mình, và cũng là video mà các cái kênh về chó mèo mà chắc là lần đầu tiên thực hiện. Đó là cái việc mà mình sẽ thực hiện một cái cầu truyền hình nhé. Một cầu truyền hình giữa mình đang sống tại Việt Nam nhưng mà sẽ cùng trò chuyện với một bạn khán giả, một anh khán giả, chính xác là phải một anh khán giả, tại vì anh ấy hơn mình 2 tuổi, anh ấy hơn mình 2 tuổi và anh ấy đang là Việt Kiều. Anh ấy đang hiện tại đang sinh sống tại Texas, Mỹ. Đấy, thì anh ấy có xem cái kênh của mình và chúng mình cũng có trò chuyện với nhau. Chúng mình có đưa ra một vài cái ý tưởng tại sao mà mình không nhờ anh ấy quay những cái đoạn video, những cái cuộc sống này, hay là về chính xác về 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 thú vui và về việc nuôi chó tại Mỹ mà sẽ do anh ấy thực hiện. Đây, buổi sáng hôm nay thì mình lại lên trên cái khu vườn của mình và mình vừa pha một cốc cappuccino rất nhiều bọt. Xin mời anh em nhé. Buổi sáng thì nên uống một tí cà phê cho tỉnh táo. Xin mời anh em. Rất là ngon. Sau khi làm xong cái hũ cà phê rất là ngon thì bây giờ mình sẽ mời, xin mời anh em sẽ cùng xem cái video này của mình và một cái người bạn, một người anh và một người khán giả, một người Việt kiều, người Việt Nam đang sinh sống tại tiểu bang Texas, Mỹ, sẽ cùng nói chuyện, chia sẻ về cái việc mà thú vui nuôi chó, những chú chó tại bên Mỹ nhé. Rồi xin mời anh em, chắc chắn là đây là những chương trình mà lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Nhân Tốt TV, mà cũng chắc chắn luôn là chỉ có những kênh Nhân Tốt TV mới có thể thực hiện được cái chương trình này. Chào buổi sáng và xin mến chào quý vị khán giả của kênh Nhâm Túc TV. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Vũ và mình hiện đang ở tiểu bang Texas. Bạn Nhâm Túc có liên hệ với mình, anh em có nói chuyện, có trao đổi và anh em cùng một cái sở thích gọi là yêu cún và thích làm YouTube, cho nên mình sẽ kết hợp với anh Nhâm Túc sẽ làm nhiều video về nuôi chó ở Việt Nam và ở Mỹ. Và xin cáo lỗi cho các bạn là tại sao mình phải đeo khẩu trang mà nhìn nó dữ dằn mà kín mít vậy, do công việc của mình đã làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ cho nên không có tiện xuất hiện trên những cái phương tiện truyền thông công cộng giống như YouTube đâu, nhưng mà mình đam mê làm YouTube và mình muốn gửi đến các bạn những thông tin thú vị cho nên mình lên YouTube. Các bạn thông cảm nha. Thì mình là tên Vũ, hiện ở tiểu bang Texas, ở khu vực miền Nam gần Houston. Mình qua Mỹ cũng được 20 năm rồi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở Việt Nam là mình qua Mỹ. Cho nên nhiều khi các bạn thông cảm nha. Tiếng Mỹ mình học chưa xong nhưng mà tiếng Việt thì nhiều khi mình quên. Thì mình thấy kênh Nhâm Túc TV là một cái kênh chất lượng, tương lai là phát triển rất là xa. Tại vì sao? Mình quay thực tế và mình trang bị nhiều cái kiến thức cho những người đã đang sẽ nuôi khuyển hoặc là cún con. Kiến thức hay, và đặc biệt là kênh mình thích nhất là đi đến những cái vùng xa quê hương đẹp của đất nước mình đó, để mà quay những cái chú quân khuyển hay là chó của quốc gia gọi là quốc khuyển, rất là hay. Mình rất là vui, thật sự là mình phải nói là mình cực kỳ vui luôn khi mà cái video của mình được lan tỏa. Rất nhiều anh em các vùng miền Việt Nam này, ngoài cái trong lãnh thổ Việt Nam ra, còn có rất nhiều những người bạn nước ngoài cả. Bây giờ là những cái người mà anh em Việt kiều, những người Việt sống xa quê và cùng cái thú vui là yêu thích và việc nuôi chó cũng đã xem cái kênh của mình. Mình rất là cảm ơn anh em. Anh em sẽ cùng ủng hộ Nhâm Tuất TV để sớm đạt được cái nút bạc 100.000 subscribe nhé. Rồi xin cảm ơn anh em nhé. Sau khi là khán giả của kênh Nhâm Tuất TV thì chắc chắn là anh Vũ cũng đã biết được là Việt Nam mình có tứ đại quốc huyền, gồm có chó Phú Quốc này,
chó Bắc Hà Xù này và chó Hơ Mông Cộc. Còn một cái giống chó nữa là chưa được chính xác là chưa được công nhận. Thì thôi mình sẽ không nói cái chuyện là giống chó nào nữa. Nhưng mà trong tất cả những cái giống chó mà em đã từng quay thì anh có thể cho em biết là anh thích cái giống chó nào nhất trong những cái giống chó mà hiện tại là chó bản địa Việt Nam không? Tiếp theo mình xin trả lời nhận xét của mình về bốn cái quốc khuyển Việt Nam. Thì mình nói thẳng ra là cũng không phải là chuyên gia gì, chỉ có đam mê rồi nuôi chó thôi. Thì theo mình thấy ở Việt Nam mình không những có bốn đâu, mà có thể 5, 6, 7, 8 hoặc nhiều hơn nữa mình chưa phát hiện được. Thì mỗi con nó đều có cái hay của nó, cũng giống như là bên tám lạng người nửa cân thôi. Thì mình là mình thích nhất là con chó Phú Quốc. Tại vì sao? Trong bốn loại này mình nói con nào cũng cũng hay, cũng đẹp hết, cũng có giá trị. Nhưng mà mình thích cái con Phú Quốc. Tại vì sao? Con chó này nó ở cái vùng biển và mình cũng ở gần biển đó, thì mình biết là con chó Phú Quốc này nó có khả năng bơi lội và đi săn, tai thính cũng rất là hay. Cho nên mình xin chọn chó Phú Quốc là con chó mình thích nhất trong tứ khuyển của quốc gia mình. Qua hình ảnh mà anh Vũ cũng đã quay thì em và khán giả được biết là anh hiện tại đang nuôi một cái chú chó Malinois. Anh đặt tên là chú chó tên là Kim. Thì anh có thể chia sẻ cho em được biết là tại sao Mỹ rất là nhiều các dòng chó này, rồi là cũng rất là dễ dàng mua những cái giống chó mà thuần chủng, thì tại sao mà anh lại lựa chọn cái giống chó Malinois? Và anh có thể chia sẻ cho mọi người được biết là cái chi phí để sở hữu một cái chú chó Malinois bên Mỹ giá cả như thế nào, anh có thể chia sẻ cho mọi người được biết không ạ? Mình xin chia sẻ các bạn tại sao mình lại chọn giống Malinois và đặc biệt là anh Kim này của mình. Thì mình biết là trên thế giới như anh Nhâm Túc cũng có nói đó, thì nó cũng hơn cả 400 mấy loại chó là có đăng ký các bạn. Mình còn nói nó còn hơn nữa, những chó mà mình chưa biết được đó. Thì hồi xưa là mình có nuôi con GSD, tức là con chó Bẹt Dê Đức. Và sau này thì mình chuyển qua Bẹt Dê Bỉ. Tại vì theo mình nghĩ thường con chó, mình chọn chó không phải là vì nó đẹp các bạn, mà mình phải chọn chó vì là nó, là nhiều khi mình nói ngược lại là con chó phải có duyên với mình, hay là con chó nó chọn mình bởi vì cái sinh hoạt và cái cuộc sống của mình. Như mình á, là mình muốn một con chó gọi là đa năng, tức là cái gì cũng biết mà không có đỉnh lắm. Nói nôm na có nghĩa là nếu như mình muốn một con chó mà thông minh á, thì mình phải chọn con poodle hoặc là cái con border collie á các bạn, là cái con chó chân cụ mà nó đốm đen đỏ đỏ mà tai cụp á. Anh poodle thì anh Nhâm Trước cũng có một con, là hai con chó này nó rất là thông minh. Thống kê đa số thì nó phải nó thông minh hơn tụi Bét Bỉ hoặc là Bét Đức luôn. Nhưng tại sao mình không chọn con đó? Và thứ hai là nếu mình muốn những con chó mà gọi là đi săn hay là cú táp mạnh, thì mình phải chọn những con như là Ngao Ý, Pitbull hay là con Rottweiler. Vậy mình chọn con này. Đó, lý do là mình khoái, hồi xưa mình khoái con Bẹt Dê Đức. Nhưng mà mình có nuôi đó các bạn, thì nó cũng lớn tuổi rồi, nó gọi là mất rồi đó. Thì con Bẹt Dê Đức thì nó to hơn, nó to hơn con Bẹt Dê Bỉ. Thì những cái giống to vậy nó có thể bị về sức khỏe, là mấy cái khớp xương nào của nó hay có vấn đề. Và đặc biệt khi nó quá to vậy thì trong cái đời sống sinh hoạt gia đình của mình nó cũng hơi khó cho hàng ngày. Thì sau khi mà mình đã tìm hiểu và mình thấy được cái giống Bét Bỉ này, mình thấy nó rất là thích hợp với gia đình mình. Nó nhỏ, không ăn bậy đâu con. Chó con nó hay ăn bậy đó các bạn nha, mình phải nhắc nó. Thì tại sao mình khoái con Bét Bỉ này? Tại vì như các bạn thấy, nhà mình là sân vườn rất rộng. Còn ngoài ra mình có rừng nữa. Và mình muốn một con chó đa năng. Như con này là nó rất là hoạt động các bạn. Nó là cũng giống như nhà điền kinh á. Mình thích cái là giống như các bạn cho nó làm việc đi. Nó mệt
nhưng mà nó nghỉ chừng một chút xíu là nó thức dậy liền, và nó nhỏ hơn cái con bạch dê Đức, cho nên nó làm những cái nhiệm vụ có thể hay hơn bạch dê Đức. Ví dụ đàn chó này mình sẽ huấn luyện, mai mốt nó sẽ thành chó bảo vệ và chó canh gác gia đình. Nó nhỏ vậy nó có thể nhảy vào xe, hơi nhảy ra, bay cao hơn con bạch dê Đức. Và đặc biệt á, mình thấy cái chó, cái cấu trúc của nó cũng rất là hợp với mình thích. Thứ nhất, các bạn thấy không, lỗ tai phải đứng. Mình nuôi chó là tai phải đứng để mà thính. Đang nhìn ở đây mình nói chuyện các bạn. Đuôi á là phải đuôi bự. Đuôi á, ngoài cái chuyện mà không phải là đẹp không có các bạn, mà cái đuôi nó giúp cho con chó thăng bằng nữa. Rồi con chó mình là các bạn thấy không? Đầu đen, tai đen, đuôi đen, chân đen, và đặc biệt là cái ức đen luôn. Một số cái loại Malinois thường thì nó có, Việt Nam hay gọi là thạch sùng bám cổ, là cái ức trắng, nhưng con mình là nó đen luôn. Mình thích vậy á, gầm đen vậy luôn, các bạn nhìn đó, không? Con này của mình á, mình chọn kim á, là mình mua kim ở tiểu bang Mississippi. Là từ Texas mình chạy qua đó cũng 7 tiếng á, mình đi vô chạy chó luôn. Rất là nhiều chó, đây là ở chạy chó chuyên nghiệp của người Mỹ bản địa người ta bán đó. Thì một con chó kim giờ mình nói chuyện với người ta thì người ta bán mình 2.500 đô, tức là 2.500 đô. Và vui lắm các bạn, mình tới đó thì gia đình Kim, gọi là anh em của Kim có 7 người tất cả, gọi là 4 chị gái và 3 đứa người, con trai. Mình tới là Kim là nó vui lắm. Nó là, nói về kích cỡ, nó là ở giữa. Nhưng mà mình tới mình có thử á, mình thử cái thần kinh cân bằng á, thì mình biết là kinh nó là Kim nó có thần kinh cân bằng. Thì mình đó là mình thích hợp huấn luyện cho những con chó thần kinh cân bằng. Còn tùy anh em thôi, tùy các bạn thôi. Các bạn thích thần kinh mạnh hay là thần kinh yếu gì là cái của các bạn. Và đặc biệt là con chó này nó có duyên với mình. Khi mà mình kêu á, hay mình lặn chó này nó tới nó quyến luyến với mình, nó muốn theo mình đi về tới xịt. Rất là cảm ơn anh Vũ đã chia sẻ cho em và khán giả trên kênh được biết rất nhiều những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn anh đã kết hợp với em để làm những chương trình như thế này, để cho mọi người Việt Nam cũng như bên Mỹ được kết nối với nhau. Rất là cảm ơn anh. Và cảm ơn anh em khán giả đã cùng mình và anh Vũ xem cái video này. Các bạn nhớ bấm subscribe ủng hộ cho kênh Nhôm Tuất TV để theo dõi thêm những cái chương trình, những cái video tiếp theo về cái cuộc sống nuôi chó bên Mỹ giữa mình và anh Vũ sẽ cùng nhau thực hiện nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn.